Xin chào quý vị các bạn. Mấy hôm trước thì Toyota ra mắt cái mẫu Camry nhập Thái, và hiện tại thì bây giờ đang xảy ra cái tình trạng là bia kẹp lạc. Còn trước mắt chúng ta đây thì cũng là một cái hiện tượng bia kẹp lạc khác, tuy nhiên thì ít lạc thôi, vẫn nhiều bia lắm. Đó chính là Hyundai Santa Fe 2019, phiên bản hoàn toàn mới. Các bạn thấy thiết kế tuyệt vời không ạ? Dáng dấp của một chiếc xe tương lai. Tôi nghĩ phần đẹp nhất của chiếc xe này chính là cái phần thiết kế đầu trước. Lưới tản nhiệt tổ ong này, sơn nhám luôn, nhìn rất là khỏe. Đèn LED thì được đẩy lên cao. Phía dưới là đèn cốt và đèn pha, cũng như là đèn xi nhan. Thậm chí là pha cốt đều là đèn bi hết. Hyundai thì luôn đi trước tất cả các hãng xe phổ thông khác về khoản thiết kế, ngoại hình, thậm chí là nội thất tiện nghi option cũng không thiếu gì cả. Bộ la răng này thì không chê vào đâu được luôn. Tay nắm cửa mạ chrome tích hợp nút bấm. Phiên bản này mà tôi đang giới thiệu đến quý các bạn đó chính là Santa Fe máy dầu bản đặc biệt 2.2. Hiện tại có giá bán là 1 tỷ 195 triệu và có hỗ trợ trả góp các bạn nhé, tối đa 85% giá trị xe. Tức là nếu để sở hữu chiếc xe này thì chúng ta chi phí chuẩn bị nó chỉ rơi vào khoảng 220 triệu, cả tiền đăng ký và cả tiền xe, thậm chí cả bảo hiểm luôn. Số tiền còn lại thì ngân hàng sẽ hỗ trợ, và lãi suất nó rơi vào trung bình khoảng tầm 0,8% một tháng, có nghĩa là chỉ sắp xỉ khoảng 11% một năm thôi, chưa đến 1,1 tháng. Đây là cái cốp điện phía sau, tôi vừa mở điện cho các bạn xem. 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi, được bố trí theo kiểu là 2-3-2. Đây là phiên bản đặc biệt và sử dụng dẫn động 4 bánh toàn thời gian, với một cái công nghệ dẫn động hoàn toàn mới Hyundai đặt tên là Hatchback. Trước đây thì nó là 4WD, tức là 4 bánh. Tuy nhiên thì Hatchback là cao cấp hơn một chút. Nó gần giống như cái AWD ở một số các hãng xe khác, có nghĩa là dẫn bánh toàn thời gian 4 bánh luôn, nhưng mà nó thông minh hơn rất nhiều. Nó sẽ tự phân bổ cái lực dẫn động giữa hai cầu khác nhau tùy vào chúng ta chọn cái chế độ lái. Bởi vì chiếc xe này cung cấp tới 4 cái chế độ lái cho quý vị các bạn. Ngó qua chút về cái khoang cabin. Hyundai mà lúc nào về option và thiết kế cũng rất là đẹp. Các bạn thấy cái táp, ngay từ cái táp ly thôi là cái phần mà nhỏ nhất, Hyundai cũng rất là trau chuốt luôn. Dập dạng tổ ong luôn. Xe thì được trang bị đầy đủ hết, không thiếu một cái gì cả. Thậm chí là có một cái cửa sổ trời gần như là kín hết cả phần trần luôn. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Cruise control, điều hòa tự động hai vùng, màn hình DVD dẫn đường thông minh, phanh tay điện tử, chức năng giữ phanh. Nói chung là không thiếu gì cả. Nếu mà quý vị các bạn có nhu cầu lái thử thì xin vui lòng nhấc máy lên gọi một trong hai số hotline bên dưới, và nhân viên của chúng tôi sẽ phục vụ quý vị bất kỳ lúc nào các bạn gọi đều có nhân viên nghe máy các bạn nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý bạn ở những cái mẫu xe tiếp theo. Xin chào.